Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các con ngồi xuống nha. Các con nhớ là khi mỗi tuần chúng ta vào lớp học tập đệ tử quy, trước thời gian các bé được niệm Phật cũng gần được nửa tiếng đồng hồ. Các con nhớ là phải trân quý. Khi niệm Phật là mình phải có tâm cung kính để niệm. Những đức thấy rằng là cái duyên phước các con rất là lớn. Các con từ khi còn nhỏ mà có thể niệm được câu A Di Đà Phật à. Có một lần những đức đi ra ngoài miền ngoài, lúc những đức mà mới đi tu á, những đức thấy có một người già này đi xin, thì có một vị Phật tử cầm tiền cho người già đi xin này, nhưng có một điều kiện. Điều kiện là người già đi xin này có thể niệm một câu A Di Đà Phật, thì người này cho tiền. Trong tâm của người này là muốn người già đi xin này gieo được cái chủng tử A Di Đà Phật. Người này biết câu A Di Đà Phật là tốt nhất, đại phước báo, đại nhân duyên, đại trí tuệ nằm trong câu A Di Đà Phật, nên muốn gieo cái chủng tử tốt nhất này cho một người già đi sinh khổ đau nhất, cho họ gieo được nhân duyên tốt đó. Nhưng người già đi sinh này thà không lấy tiền, chứ họ không niệm câu A Di Đà Phật. Cho không cho thì thôi, không niệm câu A Di Đà Phật. Chúng ta thấy được chỗ đó, và tu học một thời gian sau này, những đức coi qua chú sớ thì những đức mới nhìn nhận ra rằng người mà niệm được câu A Di Đà Phật là phải hội tụ nhân duyên phước báo. Nếu họ không có nhân duyên phước báo thì họ không bao giờ niệm câu A Di Đà Phật. Như vậy thì các bé nhỏ ngồi trong đây, các con mỗi từng đi đến đây học tập đệ tử quy mà các con có thể niệm câu A Di Đà Phật này được nửa tiếng đồng hồ, có nghĩa là thiện căn phước đức nhân duyên các con rất là lớn. Chính những đức thấy rằng là những đức cứ niệm câu Phật hiệu này, mà lạ thay là khi những đức gặp một cái trường hợp nào, những đức cũng bình yên, những đức không có bị lúng túng cái tâm của mình. Như chúng ta mới đây tổ chức với Bồ Tát Quán Thế Âm, số lượng người thiệt là đông, nhưng ngay buổi đó bị trời mưa, nhưng tâm của mình thì không bị dao động. Từ ngay chỗ là mỗi ngày nhờ niệm Phật, vì có A Di Đà Phật, A là Vô Di Đà, là lượng Phật là giác. Nếu các con muốn mình thông minh thì các con phải cảm giác là thích niệm Phật. Và nếu các con là người con hiếu thảo thì chúng ta cũng phải thích niệm Phật. Vì sao thích niệm Phật mà là người con hiếu thảo thầy? Vì các con niệm Phật nên có phước, nên đem cái phước báo này hồi hướng cho cha mẹ. Vì một con người mà nếu có phước dày thì thọ mạng kéo dài, còn một người mà phước kém thì thọ mạng ngắn. Nếu cha mẹ chúng ta mà phước kém thì cha mẹ mình chết sớm, còn nếu cha mẹ mình mà phước dày thì thọ mạng của cha mẹ mình dài khoảng 100 mấy chục tuổi, tùy theo cái phước dày hay càng.
Mỗi một bé ngồi trong đây đều muốn cha mẹ của mình tuổi thọ kéo dài. Như vậy thì chỗ nào chúng ta giúp cho cha mẹ mình tuổi thọ kéo dài? Chúng ta biết niệm Phật và biết hiếu thảo với cha mẹ, biết tôn kính thầy cô. Đây là chỗ đại phước báo, đại nhân duyên mà các con hồi hướng cho cha mẹ của mình. Nhờ ngay chỗ này mà cha mẹ các con thọ mạng kéo dài. Nên khi trước thời gian mà những đức qua đây học tập đệ tử quy với các con đó, các con niệm Phật là các con phải nghiêm túc, phải thích. Từ cái chủng tử này gieo cho đến khi các con lớn, các con có gia đình đi, các con cũng phải thích niệm Phật và hướng đến pháp môn tịnh độ cả cuộc đời niệm Phật. Vô cùng là đặc biệt. 10 năm nay những đức chỉ có niệm một câu A Di Đà Phật mà những đức làm được nhiều việc như vậy. Từ một người không có học hành bao nhiêu, sống ngoài xã hội, khi chưa nghe được Phật Pháp cũng không sống lành mạnh. Như vậy mà nghe được Phật Pháp chỉ có một câu A Di Đà Phật mà sống lành mạnh và làm được nhiều việc tốt đến với chúng sanh. Như vậy thì những đức muốn nói lên chỗ này, để khi các con mà niệm câu A Di Đà Phật là các con phải thấy chân quý, phải phát lên tâm cung kính. Khi niệm là chắp tay đàng hoàng, ngồi thẳng lưng, còn niệm nghiêm túc, chứ không phải là niệm câu Phật hiệu mà niệm mà cái đầu quay chỗ này quay chỗ kia, lắc cái đầu cà mổ như con gà nuốt dê thun vậy đó. Niệm vậy là không cung kính nha. Các con muốn có phước, có trí tuệ là khi niệm câu Phật hiệu là phải cung kính. Chúng ta mỗi tuần đều là học tập một đề tài: hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô. Những đức đọc đoạn văn kế tiếp của tuần trước chúng ta học. Đoạn văn này những đức thấy quan trọng nè, nên đọc lại cho các con nghe và để cha mẹ các con được nghe. Bọn trẻ thời nay có biết tôn sư trọng đạo không? Vấn đề ở đâu? Vấn đề ở chỗ cha mẹ không dạy bảo con cái điều này. Hiện nay còn có tình trạng bọn trẻ ở trường bị thầy cô phê bình mấy câu, về nhà liền mách với cha mẹ. Hôm sau cha mẹ mời luật sư đến gặp thầy hiệu trưởng. Cha mẹ có thái độ như vậy thì ai là người nhận lãnh sự ảnh hưởng không tốt? Chính bọn trẻ. Cả đời này chúng sẽ không có lòng tôn kính đối với thầy cô. Khi bọn trẻ không có lòng tôn kính đối với thầy cô thì chúng sẽ không thể có thành tựu trong học tập. Khi tôi còn nhỏ, nếu như ở trường bị thầy cô trách phạt thì về nhà không dám nói ra, nhưng cha mẹ nhìn thấy sắc mặt không bình thường thì liền chi hỏi. Sau khi biết được là con bị thầy cô trách phạt thì cha mẹ sẽ còn đánh mắng cho một trận, và hôm sau còn mang quà đi đến trường cảm ơn thầy cô. Cảm ơn thầy đã nghiêm khắc dạy bảo con tôi. Cha mẹ phối hợp với thầy cô như vậy thì khi bọn trẻ ở trường sẽ tuyệt đối không dám nghịch ngợm trong giờ học. Thái độ của cha mẹ đối với thầy cô sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con cái. Cho nên một cử chỉ, một lời nói của cha mẹ đối với thầy cô cũng không được thiếu cẩn thận. Công đoạn này rất là hay. Tại sao xã hội hôm nay có nhiều trẻ hư, có nhiều trẻ hướng đến chỗ không lành mạnh? Vì ngay chỗ người ta không chịu trách nhiệm đối với con mình rồi. Vì khi dạy con mình mà không nghiêm túc thì làm sao dạy ra được một người giỏi? Nhưng nghiêm túc thì cha mẹ không đồng ý. Cha mẹ rất là thương con, nhưng thương con mù quáng.
Người xưa người ta nói một câu rằng: thương con thì cho gôi cho giọt, ghét con thì cho ngọt cho bùi. Là ngay cái chỗ gôi giọt này là ngay chỗ chúng ta phải gầy la quở trách đúng nơi đúng chỗ, chứ không phải là đánh càng đánh bậy. Chữ càng chữ bậy chỗ này không đúng. Khi một đứa con sai thì người cha người mẹ bắt đứa con này quỳ lên, hỏi đứa con này điều con làm con hãy nhìn nhận rằng sai hay là đúng, chỉ rõ cho đứa con biết. Khi đứa con này nhận thức được con sai rồi, như vậy con sai như vậy con phải chịu mấy rồi. Thí dụ như đứa bé này chịu một rồi thì nhất định là phải bắt đứa con này nằm cúi xuống đánh một rồi, đánh cho mạnh một rồi, đánh một roi cho thiệt mạnh, rồi xong đứa con này phải quỳ lên và xin lỗi cha mẹ, hứa với cha mẹ từ hôm nay con không dám như vậy nữa, còn nếu mà còn như vậy nữa nhất định là con phải bị hai rồi, mỗi lần bị như vậy là tăng lên một rồi. Thì quý vị nghĩ đứa con quý vị có dám nghịch ngợm với quý vị hay không? Nhưng cha mẹ hôm nay thì không biết cách dạy, dung túng cho con, cho con vào trường học thì kiểm soát qua camera để coi thầy cô dạy học có đối xử với con mình như thế nào, có tệ bạc với con mình hay không, có cho con mình ăn no bụng hay không. Từ nơi đó thì trẻ con không nên người, thầy cô giáo chỉ cần nói nặng một câu thì tức khắc về mét cha mẹ. Cha mẹ lại gặp người trên của thầy cô thì có chuyện đến với thầy cô giáo này rồi. Từ nơi đó thì đứa bé này cái chỗ tôn sư trọng đạo không có. Một đứa trẻ mà tôn sư trọng đạo không có, như vậy thì làm sao học được đạo? Thí dụ như các bé ngồi ở đây nghe những đức chia sẻ đệ tử quy, nếu các con không ngồi thẳng lưng, không ngồi nghiêm túc để học tập, như vậy thì các con làm gì có cái chuyện tôn sư trọng đạo. Người dạy mình nên người mà mình còn không cung kính, vậy thì làm sao mình học được? Một phần thành kính là được một phần lợi ích, 10 phần thành kính là được 10 phần lợi ích. Trẻ con hôm nay không có tâm thành kính, một đứa nhỏ không có tâm thành kính, như vậy thì càng ngày càng lớn lên đứa nhỏ này cung kính ai nữa? Không cung kính ai hết. Như vậy thì đứa nhỏ này không học được gì cả. Nhưng cái học hay nhất của đứa bé này là học cái gì? Học hư. Học hư thì khỏi cần dạy cũng học được nữa. Thấy sơ qua là học liền. Thì chúng ta mới biết được rằng thiện căn của chúng ta kém về giáo dục, nên chúng ta thấy điều sai thì học rất nhanh, nhưng điều đúng thì chúng ta học chậm. Nên các cháu nhỏ rất là cần phải được bồi dưỡng, rất là cần được bồi dưỡng. Người cha mẹ phải kết hợp với thầy cô giáo. Công đoạn này chúng ta vừa mới đọc qua. Con người ta đi học bị thầy cô giáo quở trách, cầm cái thước đánh vào tai, thì cha mẹ biết được còn quở trách đứa con này và còn đánh đòn đứa con này thêm nữa, rồi ngày mai lại mua quà cáp đem đến cảm ơn thầy cô giáo đã nhiệt tình dạy con của chúng tôi. Cách làm này là cha mẹ người ta thông minh có trí tuệ. Làm như vậy thì thầy cô giáo này không có trách nhiệm với con người ta thì làm sao coi được. Phải hết lòng mà dạy đứa bé này. Vì cha mẹ người ta cung kính như vậy mà thầy cô giáo này không nhiệt tình như vậy thì mặt mày nào mà nhìn người ta. Còn hôm nay thì đụng đến con họ một chút, bắt đầu là họ thưa kiện người ta,
Như vậy thì người ta dạy cho qua lo đại bất cần, người ta không có trách nhiệm với con cái của mình, thì con cái của mình làm sao mà học tập tiến bộ được? Nuôi cái hạt giống cho con mình là nuôi hạt giống gì? Nuôi hạt giống không có tâm cung kính, không tôn sư trọng đạo, thì đứa bé này tương lai trở thành một con người sống hư hoại, làm điều sai quấy, bất hiếu với cha mẹ, bất kính với thầy cô. Một đứa bé mà như vậy thì tiêu rồi, tiêu rồi đó. Nên mỗi một bé ngồi ở đây nè, các con phải tập nghiêm túc để học tập. Nhiều bé trong lớp Đệ Tử Quy học có thời gian dài thì các bé có lợi ích rất là lớn. Cha mẹ của các cháu đến đây gặp những đức nói rằng: con của con bây giờ biết lau nhà, biết dọn dẹp nhà, biết phụ với cha mẹ việc này việc kia, và xài tiền thì biết tiết kiệm và bỏ game. Cũng nhiều người cha người mẹ gặp những đức nói như vậy. Tại vì lớp Đệ Tử Quy chúng ta rất là đông, đông cháu thì cũng có nhiều cháu tiếp nhận, và nhiều cháu thì cũng chưa tiếp nhận. Chúng ta cũng kiên trì để mà học tập. Chúng ta đọc công đoạn kế tiếp để học tập. Hoặc ẩm thực, hoặc tọ tẩu, trưởng giả tiên, ấu giả hậu, hoặc ăn uống, hoặc đi đứng, người lớn trước, người nhỏ sau. Ngay khi con cái còn bé, chúng ta đã phải bồi dưỡng cho con cái có thói quen chào hỏi người lớn tuổi. Khi con cái đã thành thói quen, trong quá trình thực hành những điều giáo huấn này thì chúng ta sẽ từ từ thấm nhuần mọi người. Đừng xem thường cái cúi đầu chào hỏi của bọn trẻ. Tuy đây là hành động bề ngoài, nhưng cúi đầu chào lâu dần thì tâm cung kính sẽ thấm nhuần vào bên trong, và trong tâm bọn trẻ sẽ luôn luôn có lòng cung kính. Các con học tập Đệ Tử Quy cúi đầu chào người lớn bằng tâm cung kính. Khi chào người lớn thì chúng ta đứng ngay ngắn, không phải là vừa chạy vừa chào, vừa đi vừa chào, hoặc là chào người mà đi thiệt là nhanh rồi ngoái ngoái lại chào 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 chào. Đó gọi là không có chút cung kính nào cả. Khi mình chào người lớn là mình phải đứng lại ngay ngắn chào 80-90 độ như vậy, cung kính như vậy. Công đoạn này dạy rất là hay. Nếu có tâm cung kính từ cái bên ngoài như vậy lâu dần thì các bé nhỏ sẽ phát lên tâm cung kính từ trong tâm. Một đứa trẻ mà còn nhỏ có tâm cung kính từ trong tâm phát ra thì đứa trẻ này học một môn học nào cũng là đạt tiêu chuẩn cao nhất. Các con nhớ nè, các con đi học mà các con học không đạt tiêu chuẩn cao là vì tâm cung kính các con kém đó. Ngồi suy nghĩ đúng hay không? Khi tâm cung kính kém thì thầy cô giáo giảng bài chúng ta không chú tâm, hoặc là chúng ta ngủ. Vì tâm cung kính kém nên chúng ta không cần chú tâm thầy cô giáo giảng bài. Còn một người có tâm cung kính thì họ thẳng lưng, mở mắt to ra, họ lắng nghe rõ ràng từng câu từng chữ như vậy thì nhất định là họ học hành đạt tiêu chuẩn cao nhất. Vì có tâm cung kính lắng nghe thì tiếp nhận được lời dạy của thầy cô thì học hành mới tiến bộ. Còn một bé khi nghe giảng bài mà giáo giác nhìn đầu này nhìn đầu kia thì chắc chắn là bé này không có tâm cung kính. Khi không có tâm cung kính thì sở học của bé này không có đạt được tiêu chuẩn cao. Từ ngay chỗ này mà người xưa dạy là còn nhỏ là phải học được chỗ tâm cung kính. Thí dụ như Nhận Đức nói chuyện với các con, Nhận Đức cũng cung kính các con đó, nên nói sức mà hoài hộp, nói khô hơi cạn tiếng, đó là cung kính, nên nói hết lòng. Còn nếu mà không có sự cung kính, không có sự chân thật thì nói
nè các con như vậy, các con như vậy. Cần gì phải nói lớn rồi nói mạnh mẽ như vậy để mà hướng họ. Một con người mà người ta có tâm chân thật nên lời nói người ta nó mạnh dạn dứt phát. Còn một người mà không phát lên tâm mạnh mẽ như vậy thì họ nói nhẹ nhàng từ từ. Còn người ta quá thành thật với mình nên người ta nói, người ta muốn moi cả trái tim người ta ra để đưa cho mình luôn. Đó là người ta chân thật đến với mình. Còn nếu mà mình không đáp lại tấm lòng đó thì sở học của mình kém. Nên mỗi một bé ngồi trong đây các con nhớ, nếu các con muốn nghe và học được thì ngay chỗ là các con phát tâm cùng kính. Phát tâm cùng kính sẽ học được rất là nhiều. Các con biết rằng là lúc những đức ở trên Đà Lạt 5 năm á, thấy một vị thầy đã thuyết pháp, cái môn thuyết pháp của ông á, nó thu hút được tín đồ rất là đông. Khi ông thuyết pháp một chút là ông có cái cách kể chuyện rất là hay, và ông phương tiện mà có thể người nghe không bị buồn ngủ. Và khi ông tiếp Phật tử thì ông tiếp cũng rất là đặc biệt. Những đức chỉ đứng từ xa nhìn được, để ý một chút thì các con biết đã học được tương đối. Nên mỗi một bé khi các con mà muốn học được là các con phải phát cái tâm cung kính chân thật ngồi học tập. Vì từ xa mình đi đến đây, nếu chúng ta đi đến đây mà không học được gì thì cái chuyến đi của mình rất là uổng. Nhưng mà cái sở học này tương lai các con á, nên người tạo cái sự nghiệp hạnh phúc của cuộc đời là trong tầm tay của chúng ta. Nếu chúng ta là một con người nghe được giáo dục, trở thành một con người lành mạnh, hiếu thảo với cha mẹ, tôn kính thầy cô, biết đối xử với người chân thật, và khi làm việc thì nhiệt tình, chắc chắn là một đứa bé này tương lai sự nghiệp rất là sáng lạng. Trong lớp đệ tử quy chúng ta có nhiều bé học tập đạt tiêu chuẩn cao nhất. Những đức thì không gành chỗ này, nhưng các bé học giỏi quá, có tiền, có được tiền học bổng gì đó, thì các giáo đó đưa cho mẹ, nhờ mẹ mua chuỗi đeo tay. Còn có những bé thì đem tiền cúng dường đưa cho những đức, nhờ những đức làm tượng Phật tặng cho người. Những đức nói các bé này tương lai phước duyên vô cùng là thù thắng, phước duyên vô cùng là thù thắng. Như tuần trước có một bé nhờ mẹ mua được chuỗi khoảng gần 100 cọng chuỗi trở lại. Những đức thấy nguyên một bọc, nguyên ngày lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm, những đức lấy những cọng chuỗi đó tặng cho những người ở xa mà chuyên niệm Phật, tặng cho người ta cọng chuỗi, người ta rất là vui. Bé này đem đồng tiền học bổng mình có được mua chuỗi đưa cho những đức. Những đức biết tặng cho người niệm Phật, người niệm Phật này cầm cọng chuỗi niệm Phật, thì nhân duyên của bé này vô cùng là thù thắng. Giống như lớp đệ tử quy chúng ta, mỗi tuần khi học tập xong thì chúng ta có chương trình phóng sanh. Các con phải nhớ chỗ phóng sanh vô cùng là thù thắng. Một đồng tiền phóng sanh mà có ba cái thí vô cùng thù thắng. Các con để ý xã hội hôm nay có nhiều người rất là nghèo vì trong mạng không có tài thí. Chúng ta cũng nhìn có nhiều người không thông minh vì không có pháp thí. Chúng ta nhìn có nhiều người bệnh hoạn khó nuôi là vì không có tu hạnh vô ý thí là phóng sanh. Các con từ khi còn nhỏ, dù là các con không có tiền nhưng khi phóng sanh các con lại vui vẻ hoan hỷ. Hoặc là các con ăn bánh chừa lại 1.000, 2.000 bỏ vào thùng phóng sanh, làm lễ phóng sanh. Từ ngay chỗ bỏ 1.000 vào là tu tài thí. Chúng ta quy y cho con chim này, niệm Phật cho con chim này nghe là pháp thí. Con chim này nó bình an, nó bay đi là vô ý thí. 1.000 đồng mà các con tu được 3 cái thí này,
Ai mà không cần giàu có, ai mà không cần thông minh trí tuệ, và ai cũng cần mình có sức khỏe sống lâu. Cần nhưng không làm, không làm thì làm sao có. Giống như các con muốn học đạt tiêu chuẩn của năm nay, nhưng nếu vào năm học mới mà các con không có chủ trương mới, quyết chí năm nay mình phải học tập đạt tiêu chuẩn cho cha mẹ mình được vui lòng. Đồng tiền của cha mẹ làm cực khổ cho mình đi học, bây giờ mình phải học hành cho đàng hoàng, cho cha mẹ vui lòng. Mình còn trẻ, còn nhỏ, chưa làm được gì. Chúng ta chỉ có đi học thì phải làm tròn trách nhiệm của người đi học đàng hoàng. Đó là chỗ hiếu thảo với cha mẹ, tôn kính thầy cô. Các con nhớ, từ nơi ngay những cái chỗ này mà các con trở thành những bé có phước báo, có nhân duyên vô cùng là thù thắng. Phước báo nhân duyên vô cùng là thù thắng. Hình như là sắp sửa vào học rồi đó, thì các bé năm nay các con, mỗi bé phải cố gắng. Quang năm có nhiều bé có tiền học bổng đưa cho những đức để mà mua chuỗi làm tượng Phật để tặng cho người khác. Còn nhỏ không có nên dùng cái đồng tiền của nhà trường cho mình. Các con để ý, đồng tiền mà của nhà trường cho mình là đồng tiền của rất nhiều người gom vào đồng tiền đó mới có được đồng tiền đó. Chúng ta đem đồng tiền đó lại giải ra cho chúng sanh, như vậy thì vô cùng là thù thắng. Nhớ, rất là thù thắng. Nên mỗi khi mà phóng sanh á, các bé nè, các con phải nghiêm túc. Không thuộc thì nghe bài kệ phóng sanh. Còn khi chúng ta niệm Phật thì chúng ta niệm Phật nghiêm túc. Còn khi những con chim mà nó bay, nó gớt xuống chân mình, phải cẩn thận coi chừng dẫm nó. Và các con không được chụp nó, bóp nó mạnh quá nó chết. Từ nơi đó các bé, các con nghe những đức hướng dẫn rất là kỹ. Đệ tử quy này dạy chúng ta nhân cách làm người. Các con biết, trong nhà ăn của chúng ta, người ăn cơm là không nói chuyện. Bây giờ những đức hỏi các con, nếu trong nhà ăn đó người ăn cơm không nói chuyện, tự nhiên xuất hiện một người ngồi nói chuyện, như vậy thì những đức hỏi các con đúng hay sai? Như vậy thì những đức hỏi các con, lớp học là nghe thầy giáo giảng hay là chúng ta nói chuyện? Như vậy thì chúng ta khi bước vào lớp học phải phá nguồn điện thoại. Phá nguồn điện thoại, đây là một cái phép lịch sự đơn giản nhất mà cũng phải nghe đó. Những đức hỏi các con, nếu trong lớp học mà các con nói chuyện điện thoại, như vậy đúng hay sai? Một người mà làm sai như vậy, phá quy thêm một chút nữa là người này làm động người đang học tập. Người này vừa đoạn duyên, vừa hết phước. Chúng ta hướng họ một câu này, để về sau họ đừng làm chỗ này. Cả cuộc đời cũng đừng làm chỗ này. Vì làm chỗ này là mất nhân cách làm người. Người không tiếp nhận mình. Dù mình có phong độ cỡ nào đi chăng nữa, có giàu cỡ nào đi chăng nữa, nhưng một con người mà mất nhân cách làm người thì không ai tôn kính. Các con phải nhớ, nghèo không phải là một cái lỗi. Người xấu, người nghèo không phải là mất sự tôn kính của người khác. Chúng ta xấu, chúng ta nghèo vẫn được nhiều người cung kính. Từ đâu? Từ nơi hành vi tạo tác của chúng ta đàng hoàng. Còn một người này nhà giàu, có tiền, nhưng hành vi tạo tác không ra gì, thì người vẫn là không cung kính. Người vẫn là không cung kính. Nên mỗi một bé nghe những đức nói chuyện, các con nhớ nè, chiếc điện thoại có thể giúp các con đối thoại với người khác, có thể giúp các con làm một số việc từ xa. Nhưng chiếc điện thoại này phải sử dụng đúng nơi đúng chỗ. Các con nghe rõ nè,
Khi các con lớn lên giao tiếp với bạn, tuyệt đối không cầm điện thoại để bấm. Không biết trường học các con có dạy các con chỗ này hay không thì những đứa không biết. Nhưng nếu các con không nghe chỗ này thì cái hành vi các con là hành vi không ra cái thứ gì cả. Bây giờ những đứa hỏi các con nè, thí dụ như hai người bạn gặp nhau, người bạn này thì cong cổ nói chuyện, người bạn kia thì bấm điện thoại, trong lòng chúng ta có cảm thấy thích thú nói chuyện với người bạn đó hay không? Làm sao mà thích thú được? Và người bạn kia là người bạn không có tôn kính người bạn này mới làm cái hành vi đó. Thí dụ như sau này các con đi đối tác làm ăn, người ta đang ký giấy hợp đồng, đang bàn chuyện đại sự, còn chúng ta thì cầm chiếc điện thoại bấm 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 bấm, thì cái người có trí tuệ nhìn nhận các con, người ta đánh giá con người này không có phẩm chất, con người này làm ăn không có trách nhiệm, người ta đánh giá thẳng liền thì mất lòng tin với mình gần 50%. Còn khi chúng ta cần dùng điện thoại là lúc công việc riêng chúng ta cần dùng điện thoại. Còn khi gặp người, họp với người, sắp xếp công việc với người, tuyệt đối là phá nguồn điện thoại hoặc là cài chế độ rung, không bao giờ sử dụng điện thoại trong những lúc đó. Vì lúc này là lúc chúng ta đang bàn việc với mọi người, không dùng điện thoại quấy rầy. Đó là một phẩm chất làm người rất là cần thiết. Xã hội hôm nay những đức thấy trở thành một cái model mà gọi là đi đâu cũng cầm điện thoại, thành quen cầm điện thoại, giống như phe điện thoại. Đi đến đâu cũng cầm điện thoại, cứ quay. Đó gọi là chảnh chẹ khoe điện thoại. Chúng ta có chiếc điện thoại để sử dụng lúc nói chuyện, chứ không phải là lúc nào cũng cầm chiếc điện thoại quay đầu này chụp đầu nọ. Chuyện này không cần thiết phải làm như vậy. Nhưng đức lo cho 300 người cũng không cần dùng chiếc điện thoại trắng đen nữa, chứ đừng nói chi là điện thoại quay phim. Như vậy thì các con hỏi thầy Nhẫn Đức, tại thầy không có điện thoại. Các con biết Nhẫn Đức đã cho người ta điện thoại cảm ứng mà từ mới ra đó khoảng bao nhiêu cái chưa? Khoảng hơn 20 cái rồi đó. Cho các con biết, người ta đưa điện thoại cho Nhẫn Đức, Nhẫn Đức muốn xài điện thoại gì là có điện thoại này, mà còn không sử dụng. Vì sao? Phiền phức quá, không cần thiết. Nên Nhẫn Đức sống rất là khỏe. Không phải là Nhẫn Đức cấm các con xài điện thoại, nhưng phải đúng nơi đúng chỗ. Sau này tuyệt đối các con lớn lên không bao giờ dùng cái cách đó. Đi đâu cũng cứ ngồi đâu là bấm điện thoại đó. Tại sao chúng ta không để cái đầu óc này, chúng ta có thể hướng thiện một chút. Nhẫn Đức hướng dẫn các con có một phương pháp. Khi ngồi ở đâu mà có một công việc làm, mà công việc làm này có thể giúp cho các con định tâm, hoặc là các con ngồi xe đi đến một cái nơi trường học chuẩn bị chúng ta đi thi, các con đừng có ngồi bấm điện thoại, các con cũng đừng bao giờ ngồi yên đó, mà các con dùng phương pháp gì? Ngồi trên xe đó định tâm lại niệm Phật. Niệm Phật cho đến tới trường học thì tức khắc tâm các con định hoàn toàn. Vào trong chỗ chúng ta viết đề thi đồ thì tâm các con vô cùng là định tâm, trí tuệ khoát sinh. Nhẫn Đức từ bên kia qua đây, và bên phòng Nhẫn Đức ngồi niệm Phật, qua tới bên đây. Qua tới bên đây là Nhẫn Đức ngồi xuống nói chuyện, nói thao thao bất tuyệt, không dấp một câu nào cả. Vì sao? Vì câu Phật hiệu Nhẫn Đức niệm suốt nên tâm Nhẫn Đức định lại. Còn nếu không thì qua đây sợ đầu này, sợ đầu nọ, mong người khen, sợ người chê, thì rồi sống rồi. Tâm này còn nói chuyện gì nữa? Các con ngồi nghe Nhẫn Đức nói chuyện rất là nhiều lần, các con thấy rất rõ ràng. Tại sao thầy Đức ngồi xuống là nói chuyện thao thao bất tuyệt, nói cho đến hết giờ là xong. Có bản thảo cũng được, mà không có bản thảo cũng được. Vô cùng là tự tại. Nếu các con có thể học ngành sư phạm mà có thể rèn luyện được chỗ này, thì chỗ giảng bài các con quá khỏe rồi. Bài học nào đến tay các con thì giảng vô cùng là khỏe. Có cần cực để mà xem bản thảo hay không? Không có cần cực khổ gì cả. Bản thảo các con chỉ cần phớt nhẹ qua thôi thì biết hôm nay mình giảng bài như thế nào rồi. Và nhìn xuống lớp học thì biết hôm nay chúng ta có thể giảng như thế nào cho các bé nghe rồi.
Đó là chỗ vô cùng là tự tại. Nên những đức dạy các con niệm Phật để định tâm sanh trí tuệ rất là cần thiết đó. Một đứa trẻ không hiếu thảo sẽ có hậu quả gì? Các con nghe nè. Nếu như một đứa trẻ không có lòng hiếu thảo thì trong cuộc đời của nó sẽ không thể hình thành tình nghĩa, ăn nghĩa. Không ăn đức nào lớn lao hơn ăn đức của cha mẹ. Nếu như đối với ăn đức của cha mẹ mà cũng không cảm động thì làm sao có thể cảm ơn người khác khi chúng không nảy sinh ăn nghĩa, tình nghĩa thì sẽ nảy sinh cái gì? Không học được điều đúng đắn thì nhất định là học được điều sai lầm. Một người không có tình nghĩa, ăn nghĩa thì sẽ hình thành thái độ chỉ biết đến lợi và hại. Điều gì có lợi với chúng thì chúng sẽ rất thích làm. Không có lợi với chúng thì chúng có thể sẽ trở mặt ngài. Nếu chúng ta mà có một người bạn như vậy thì chúng ta bất an rồi đó. Lúc nào chúng ta cũng phải cung phụng cho người bạn này thì họ không trở mặt với chúng ta. Nhưng chúng ta chỉ cần làm một điều gì không phải với người bạn này là trở mặt với chúng ta liền. Trở mặt với chúng ta liền. Công đoạn này dạy cho chúng ta là đừng bao giờ học ngay cái chỗ lợi và hại. Dám hại người để lợi mình. Chỉ biết lợi mình mà không có nghĩ đến người khác. Đó là một người xấu. Nên những đức từng nói rằng chúng ta có thể làm cái chỗ lợi mình, lợi người. Có thể làm. Còn hại người mà lợi mình là tuyệt đối không bao giờ làm. Sau này các con lớn lên hiểu biết dám làm một chỗ cao hơn nữa là dám hại mình để lợi người khác. Chỗ này là cao thâm hơn nữa. Nhưng bây giờ thì chúng ta chỉ làm ngay chỗ lợi mình, lợi người. Hại người, lợi mình tuyệt đối không làm. Tuyệt đối không làm. Từ nơi đó mà các bé nhỏ, từ khi còn nhỏ phải nghe được chỗ này. Những đức khi mà ngồi đi nói chuyện, nhìn có nhiều cháu, dù là các cháu không nghe đi ra, những đức không bao giờ trách các con. Nhưng hành vi của các con khi mà chúng ta chấp tay xá, những đức nói rất rõ ràng. Từ ngay cái chỗ không có tâm cung kính, quý vị thấy có rõ hay không? Xá người giống như là bữa củi, giống như là cầm búa bữa cụp cụp. Như vậy thì hành vi này lớn lên là cái thứ gì? Cái thứ ăn không ngồi rồi. Quý vị mà đào tạo một đứa con như vậy thì tương lai không bao giờ nên người gì cả. Chúng ta có thể cung kính người thầy để tương lai học trò mình cung kính mình. Các con có hiểu rõ hay không? Chúng ta cung kính người khác thì người khác sẽ cung kính chúng ta. Chúng ta không ngồi nghe được, chúng ta bước ra ngoài, chúng ta chắp tay ngang ngực nhẹ nhàng chào thầy, dì có mắc vệ sinh hay gì đó con đi ra ngoài một chút. Rồi từ tốn khi đi thì chúng ta đi vào, chúng ta khom lưng, chúng ta đi vào từ từ bước vào. Còn khi chúng ta mắc vệ sinh đi ra, chúng ta phải khom lưng, chúng ta nhẹ nhàng đi ra. Đó gọi là tâm cung kính đại chúng. Thì tương lai nhiều người cung kính mình. Còn một chú nam thiệt là cao to như vậy mà hành vi này còn chưa học được. Như vậy thì học vị của đứa bé này, dù là đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, đứa bé này lớn lên vẫn làm kẻ bại hoại. Ăn không ngồi rồi, lấy cái bằng giả này để khè thiên hạ, không làm được trò gì cả. Vì sao? Hành vi vừa nhìn bộ gió người ta đã không tiếp nhận. Một con người này không đẹp, lùn, lé, hô, súng, nhưng có tâm cung kính thì người ta sẽ tiếp nhận. Các con biết rằng chùa chúng ta có một chú què, què toàn thân, từ tay lẫn chân, đầu, miệng, mắt. Què hoặc như vậy, khi những đức vừa mới nhận chú này thì chú này đi giống như con kênh kênh vậy đó. Chú đi y ra con kênh kênh vậy đó. Nhưng các con biết những đức thấy nhân duyên của chú này hơi kém. Sắp cho chú một công việc gì? Sắp cho chú công việc đi sắp dép cho đại chúng.
Nhận đức biết được công việc sắp dép là một công việc đại nhân duyên, đại phước báo. Vì sao Nhận đức nói công việc này là đại nhân duyên, đại phước báo? Các con biết con người chúng ta tổn phước nhất là ngã mạn kiêu ngạo. Như vậy thì chỗ nào để dẹp ngã mạn kiêu ngạo, đi sắp dép cho người khác để tiêu trừ ngã mạn kiêu ngạo, đi hốt phân cho người khác để tiêu trừ ngã mạn kiêu ngạo, cúi đầu với người khác để tiêu trừ ngã mạn kiêu ngạo. Khi ngã mạn kiêu ngạo mà tiêu trừ thì tức khắc nhân duyên phước báo thiện căn hội tụ. Người này khi thiện căn phước báo nhân duyên hội tụ thì tức khắc là trí tuệ phát sinh. Rất là rõ ràng. Thời gian chú này ở trong chùa 2 năm thì nhân duyên của chú là toàn bộ người trong chùa ai cũng quý thương. Khách nước ngoài đến chùa chúng ta thì cầm máy đến quay phim chụp hình chú này. Người trong chùa người nào cũng thương chú này. Có những người thiệt là đẹp, người trong chùa vẫn là thấy không thích, nhưng chú què này ai cũng thương. Các con thấy thời gian làm không lâu mà hội tụ nhân duyên phước báo như vậy. Và ngay ngày đảnh lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, Nhận đức đặt trách cho chú què này là lại kế Nhận đức, lại khuyết dên nhất. Nhận đức xong rồi tới chú què. Chú què này lại 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, không cần lại bằng niệm, lại ở dưới sân gạch không cần niệm luôn, lại 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Và sáng sớm tiếp tục là đi tu cùng với Nhận đức, hướng dẫn đại chúng. Các con thấy một người què mà tâm quyết như vậy, các con không bị què mà không có tâm quyết, thua một người què nữa. Con người ta thành công là do ngay chỗ là có tâm quyết, có tâm kiên cường mạnh mẽ, quyết đoán. Khi chúng ta làm một việc gì là chúng ta có lòng tự tin, ta sẽ làm được. Ta đi học nhất định ta phải thành đạt. Ta chọn ngành nào thì nhất định ta phải tiến đến mục tiêu này cho bằng được, nhất định phải đạt mục tiêu đó. Con người đi học hay làm bất cứ việc gì phải khoác lên một tâm tự tin rằng mình làm được. Nếu các con không có cái tâm này thì cuộc đời các con là trở thành ăn không ngồi rồi, làm việc gì cũng giữa chừng là bỏ cuộc. Nên Nhận đức hướng dẫn các con là hướng dẫn mục tiêu, một tư tưởng. Con người chúng ta sống phải có tư tưởng, nhất là các chú nam. Chúng ta không thể nào lớn lên đi chích xì ke được, đi trộm cắp, đi đua xe, đi đá gà, đi cá độ đá banh. Nhận đức hỏi các con, những nghề đó tốt hay xấu? Từ nào đó bây giờ chúng ta học tập, chúng ta tiến đến mục tiêu lành mạnh. Đồng tiền chúng ta lành mạnh kiếm ra, không thể nào đi đá gà. Các con nghĩ đi, bây giờ như chúng ta đang sống như vậy, người kêu chúng ta mỗi người cầm một cái dao, cầm lên chém đi, tên nào thắng thì ta lấy tiền, còn tên nào thua thì đem xác nó về kho ăn. Thì các con cứ nghĩ đi, hai con gà nó đang sống như vậy, lấy cựa sắt chồng vào chém đi, tên nào mạnh thì thắng ta lấy tiền, còn con nào thua thì cầm cái xác nó về để mặn ăn. Đó gọi là tạo nghiệp. Lấy đồng tiền từ máu của người ta thì gia đạo này không bao giờ ổn định được. Gia đạo này một thời gian nhất định là tiêu tan, gia đình tan nát vì bắt người ta giết nhau. Đồng tiền như vậy chúng ta không nên tìm, không nên kiếm. Còn nếu như các chú nam này lớn lên, các con không chọn một nghề đàng hoàng, có tiền thì bắt đầu là cá độ đá banh, lúc ăn thì anh em đi nhậu nhẹt đồ, đi đua xe chơi, còn khi thua thì tự mình phải chung tiền cho người ta. Nhưng đâu phải lúc nào cũng cá độ đá banh là ăn được đâu. Các con thấy mùa đá banh nào cũng có người chết vì nhảy lầu cả. Như vậy thì xã hội có nên nhìn nhận là cái môn chơi này lợi hay là hại? Đứa con nít mà còn biết hại, từ nào đó mà người lớn không biết.
Nếu mà nói về đất nước là nên dẹp cái môn này là đúng. Vì cái môn này nó không lợi ích. Đó cũng gọi nằm trong cái dạng cờ bạc. Còn các con nghĩ đồng tiền chúng ta làm ra, chúng ta đi tập tính là quýnh bài để ăn thua với nhau. Lúc ăn thì cười hú hí, đi ăn cơm ăn cũng không ngon nữa. Vì đồng tiền mà quýnh bài ăn đó là các con nó nóng ruột, nó cứ đi kiếm ăn nữa. Nhưng mà cuối cùng tham thì thành thâm. Ăn được chút đỉnh thì không ngủ nghê gì, không muốn ăn uống gì hết. Cái lỗ tai nó dài, ốm nhơm ốm nhách, con mắt muốn lòi ra vậy đó. Rồi bắt đầu là tiếp tục lại xong bài đánh thêm keo nữa, đặng kiếm ăn thêm số nữa. Lỡ nó đánh mấy keo rồi xong về là sập túi. Về cái mặt là nhăn như khỉ ăn ớt kia. Rồi bắt đầu là về nhà hết tiền rồi, bắt đầu là nói: em đưa tiền cho anh. Hết tiền rồi, tiền đâu đưa, lột đâu bông cưới nữa đây. Đưa đại đi, gỡ con keo coi. Vợ không đưa, bắt đầu đánh vợ. Từ nó cờ bạc mà gia đình tan nát, nên người ta mới nói là cờ bạc là bác thằng bằng. Có ai cờ bạc mà giàu có bao giờ đâu. Nên các con lớn lên có đi đánh bài không? Đúng rồi, đánh bài là tan nhà bại sản, đánh chi. Nghe rõ nha, còn nhỏ thấy người ta quýnh bài cũng không coi nữa. Cái người mà coi người ta quýnh bài cũng mang tội. Ủa sao kỹ thầy, coi quýnh bài mà cũng mang tội nữa hả? Chúng ta coi người quýnh bài có nghĩa là nung đúc tinh thần cho người quýnh bài. Giống như người ta đang giết người, chúng ta đứng chúng ta coi họ giết người, có nghĩa là chúng ta trong lòng nói rằng giết đi, giết đi. Như vậy thì chúng ta coi người ta quýnh bài, người ta làm sai mà chúng ta đi coi, có nghĩa là chúng ta kêu quýnh bài đi, quýnh bài đi. Có nghĩa là tiếp tay cho người quýnh bài, động viên người quýnh bài. Tội này vẫn là bị dính vào. Tuyệt đối không coi người quýnh bài. Khi gặp một sòng bài đánh tuyệt đối không coi. Khi coi người ta quýnh bài, coi một chút thấy cái ông đó, ông ăn mấy cây ngon quá, chúng ta nóng mũi, trong túi có được mấy trăm ngàn, nói ông này ông đang hên quá, mình ké ông này cây coi. Ông này mà ăn cái mình được gấp đôi tiền. Trong lòng tính ghê lắm nha. Nhưng mà lạ là chúng ta vừa ké ông này thì cái cây đó là bù. Chúng ta sạch túi luôn, khóc hù hù đi về. Đó, các con thấy chưa? Nên tuyệt đối không có quýnh bài. Cờ bạc là bác thằng bằng, tuyệt đối không nên đụng tới. Đồng tiền chúng ta làm ra bỏ trong túi tự xài ngon nhất. Xài hết rồi thì thôi. Nhưng tuyệt đối chúng ta không có cờ bạc ăn người khác. Những đức cũng đặc biệt là từ nhỏ đến lớn nha. Những đức không có chơi cái trò chơi ăn thua nha. Những đức hỏi các con đua xe tốt hay xấu? Đua xe là đại bất hiếu. Ủa? Hồi đó giờ con mới nghe thầy, đua xe mà đại bất hiếu, sao kỳ vậy thầy? Sao mà đua xe là đại bất hiếu? Vì cái thân chúng ta là cha mẹ cho chúng ta, mẹ chúng ta mang thai chúng ta là 9 tháng 10 ngày, vô cùng là nặng nề khổ sở. Khi sanh chúng ta ra thì nuôi chúng ta khôn lớn từ từ. Như vậy mà chúng ta đi đem cái thân này giao cho tử thần. Chúng ta đua xe thì chạy hết ga để muốn qua mặt đối phương. Cuối cùng thì cán một cục đá, cái lộn mèo, gớt cái đầu nơ, gớt cái tay chỗ, gớt cái mình một chỗ kia, còn văng cái chân xuống ống cong. Cuối cùng thì bản thân này cha mẹ nuôi mình khôn lớn, bây giờ chúng ta vì đi đua xe mà bỏ mạng. Đó là tội đại bất hiếu, làm cô hồn vất vơ vất vưởng ở ngoài lề đường. Vì sao? Vì khi đua xe té một cái là nó hết hồn. Lúc đó nó chết bất đắc kỳ tử, một cái là cái linh thức của nó hết hồn cái rồi, là làm cô hồn vất vơ vất vưởng luôn. Ghê lắm. Nên từ nơi đó, người lành mạnh ai đi đua xe? Chạy xe mà người ta còn chạy đúng tốc độ nữa, chứ đừng nói là đua xe. Các con biết ngày xưa những đứa ở trên thành phố, ở cầu Sài Gòn á, mỗi lần mà đua xe là nó nằm sát lên chiếc xe nó chạy. Những đức lúc đó thì không có đua, nhưng mà những đức nhắm mắt, nhắm mắt chứ không dám nhìn. Bởi vì may mắn là mình cũng nhát chạy xe nha, nên mình không đua xe. Nó từ nào đó mà những đức thấy những chỗ này nguy hiểm quá, không nên làm chi. Có người ta lành mạnh á, người ta chạy xe ngoài đường á, chạy đúng tốc độ, không có chạy lắng ganh. Chúng ta chạy xe đó nghe,
mà vượt đèn đỏ nè, quá tốc độ nè, bị phạt, bị bắt nè. Một công dân mà như vậy gọi là công dân phạm luật. Còn một Phật tử mà như vậy thì gọi là Phật tử phạm giới. Người mà phạm luật phạm giới thì con người này là người xấu. Chúng ta là người Phật tử tuyệt đối không phạm luật, không phạm giới. Như vậy thì chúng ta là người học đạo, trở thành một công dân tốt. Nhất là cha mẹ các cháu nghe. Chạy xe dù có gấp cỡ nào gấp, đừng bao giờ tập cái chỗ là gấp quá, chạy cho nhanh. Chạy nhanh rồi lỡ té xe nó còn ác đạn hơn. Thà chúng ta chạy từ từ đi. Chúng ta chở con mình ở phía sau, quý vị không để ý con mình à? Con nít là nó để ý cha mẹ. Người mẹ này, người cha này leo lên chiếc xe cái là tung tung tung. Bắt đầu là đạp số một cái là hên. Giống xì bò vậy ha. Bắt đầu thêm một số nữa cái giật bánh trước. Khi mà chạy tới đèn đỏ thì thấy ủa đèn đỏ bữa nay sao không thấy xe nào chân ta, không có ai chân chạy qua luôn. Thì đứa con nhỏ ở phía sau nó để ý nó thấy rồi, trong lòng của nó nói rằng ồ cha mẹ mình quay thiệt ta. Chạy xe vượt đèn đỏ luôn ta. Ba mẹ mua cho con chiếc xe đạp. Thì đứa bé này bắt đầu là ban đầu chạy xe đạp vượt đèn đỏ. Tại vì thấy cha mẹ vượt đèn đỏ nên đứa bé này chạy xe đạp vượt đèn đỏ. Lớn lên chút bắt đầu là cha mẹ mua cho chiếc 50 vừa vừa thôi. Bắt đầu là đứa bé này 50 cũng vượt đèn đỏ. Lớn lên chút nữa cái đầu mua cho chiếc tay ga vượt đèn đỏ. Bắt đầu là thích nữa cái mẹ mua cho con chiếc xì bo đi. Bắt đầu là như thế nào? Vượt đèn đỏ thì bên kia nó tràn qua, bên đây chạy là muốn chạy nhanh là vượt qua. Nhưng mà không ngờ bên kia cũng có một chiếc xe nó chạy tốc độ cũng như chiếc xe này. Hai bên nó chạy ầm. Hai tên lộn mèo. Một tên thì văng vô thùng rác, một tên thì văng vào ống cống. Con thấy khổ chưa? Nó nên là các bé lớn lên dám chạy xe vượt tốc độ không các con? Đúng rồi, sao dám được. Xấu đó nghe. Nhà Đức nói vui vui vậy đó, nhưng mà nó sự thật là như vậy. Dù là một lần vượt đèn đỏ cũng không vượt. Nhớ nè quý vị, thí dụ như chúng ta chạy xe buổi tối quá 10 giờ hay 12 giờ gì đó, thì lúc đó tự nhiên không có còn công an đứng gì nữa hết á, thì lúc đó chúng ta nghĩ rằng đường vắng rồi thôi, đèn đỏ chúng ta chạy thí đại qua. Nhưng đó là thói quen chúng ta sau này vượt đèn đỏ. Dù là bằng đêm nhưng chúng ta khi gặp đèn đỏ là đứng lại. Đó là người giữ giới luật, không phạm luật. Phải sống như vậy. Từ nơi cái hành vi như vậy thì người này tuyệt đối không bao giờ chạy xe vượt đèn đỏ. Khi vượt đèn đỏ là dễ gây ra tai nạn. Phải nhớ đó. Tìm bạn đời thì cũng phải tìm người có lòng hiếu thảo. Các con nghe này, câu này hay nè. Nếu như có anh chàng không có lòng hiếu thảo mà đi theo đuổi một cô gái thì anh chàng này thật sự là đang có cái tâm lợi và hại. Bởi vì cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, công việc ổn định, anh ta sẽ dốc toàn lực để đạt được mục đích. Đến khi anh ta đạt được mục đích rồi và 3 năm sau người vợ cũng đã sinh cho anh ta một đứa con vừa bụ bẩm lại vừa trắng trẻo. Nhưng bởi do phải là mẹ rất là vất vả cho nên trên gương mặt đã xuất hiện mấy nét nhăn và không còn đẹp như ngày trước nữa. Khi đó anh ta ở bên ngoài gặp được cô gái còn đẹp hơn, trẻ hơn người vợ thì anh ta sẽ từ lợi biến thành hại, do đó mà xảy ra ly hôn, tỷ lệ ly hôn cao, ảnh hưởng liên đới đến toàn xã hội, cho nên tỷ lệ phạm tội cũng gia tăng. Tỷ lệ ly hôn và tỷ lệ phạm tội có quan hệ liên đới với nhau. Ở Hải Khẩu chúng tôi đã từng tiếp xúc với lãnh đạo của trại giam. Chúng tôi có hỏi họ tình hình gia đình của những phạm nhân phải vào tù. Kết quả cho thấy
trên 60, 70 là do gia đình không toàn vẹn, bởi vì con cái không được sự giáo dục tốt của gia đình, cũng không được gieo mầm đạo đức ăn sâu vào lòng, lại bị sự ô nhiễm nặng nề của xã hội bên ngoài. Một khi gặp được những nguyên nhân không tốt như vậy là lập tức bị lung lay, cho nên tỷ lệ ly hôn cao sẽ làm cho tỷ lệ phạm tội tăng cao. Khi tỷ lệ phạm tội của xã hội tăng cao thì cho dù chúng ta có nhiều tiền đến mấy, có địa vị đến mấy thì chúng ta cũng không cảm thấy an toàn. Tình trạng tỷ lệ ly hôn cao và tỷ lệ phạm tội cao đã làm cho lòng người bất an. Căn nguyên của nó nằm ở đâu? Đó là do làm người nhưng không xây dựng được tình nghĩa, ăn nghĩa. Ăn nghĩa, tình nghĩa của một người phải bắt tay từ đạo hiếu, mà đạo hiếu thì cũng phải bắt tay từ đệ tử quy. Rất là hay. Quý vị nghe những công đoạn này vô cùng là đặc biệt. Tại sao xã hội hôm nay tệ nạn xã hội nhiều, cướp nhiều, xì ke nhiều? Từ ngay chỗ là gia đình này cha mẹ lo đi kiếm tiền, mà cha mẹ không chú tâm giáo dục con trẻ từ khi còn nhỏ. Cái cây này từ khi còn nhỏ mà cha mẹ không uống nắng để cho cái cây này nó không còn ngay ngắn đàng hoàng nữa. Cha mẹ cứ lo đi kiếm tiền mà quên đi chỗ giáo dục con cái. Rồi từ ngay chỗ cha mẹ lo kiếm tiền cũng quên đi cái chỗ xây dựng hạnh phúc của cha mẹ. Mà cha mẹ này khi có tiền thì cũng dễ bị đổ vỡ, vì chồng cũng kiếm được tiền, vợ cũng kiếm được tiền, nên không ai nhịn ai. Ông nói bà cự, bà nói ông cự, nên hai bên đã xung đột với nhau. Và họ không nghĩ ra cái chỗ là nếu chúng ta ly dị thì con chúng ta sẽ xa cha hoặc là xa mẹ. Chúng ta đã tạo ra một màn kịch của cuộc đời cho đứa trẻ này. Nếu chúng ta nằm vào vai trò của đứa trẻ này, chúng ta có chịu mình sẽ xa cha hoặc là xa mẹ hay không? Không bao giờ chúng ta chịu. Như vậy thì chúng ta nên đặt mình vào đứa trẻ này để chúng ta phải xây dựng gia đình, vợ chồng sống im ấm, vợ chồng phải tôn kính với nhau. Nếu muốn được như vậy thì đôi vợ chồng này nhất định là phải sống nghe được giáo dục và có sự tôn kính lẫn nhau. Khi tôn kính lẫn nhau thì đôi vợ chồng này sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc. Gia đình vợ chồng này hạnh phúc thì sẽ đem giáo dục dạy đứa con này. Từ những gia đình hạnh phúc mà tệ nạn xã hội ít thì xã hội chúng ta sống vô cùng là an tâm. Còn nếu chúng ta chỉ lo kiếm tiền, mình có thể có tiền nhiều, nhưng mà xã hội thì nhiều kẻ cướp, nhiều kẻ trộm, nhiều kẻ giật đồ, nhiều kẻ đi làm điều không phải. Chúng ta dù có tiền nhưng sống một xã hội như vậy vô cùng là bất an. Quý vị ngồi suy nghĩ kỹ đúng hay không? Nhưng xã hội hôm nay mỗi một gia đình đều là không quan tâm gia đình người khác. Gia đình chúng ta có tiền là được rồi, gia đình người khác gậy nó. Chỗ này là chỗ tâm lượng rất là nhỏ, chúng ta không suy nghĩ ra được. Nếu xã hội lộn xộn thì gia đình chúng ta cũng lù bù. Nên chỗ giáo dục là dạy quần chúng. Nên một quốc gia mà người lãnh đạo có được chỗ hiểu biết sâu sắc, chỗ phát triển của họ là cái gì? Chỗ phát triển của họ là giáo dục nhân dân. Không có chú trọng về cái chỗ kinh tế cao, mà là giáo dục nhân dân là chỗ tầm nhìn sâu sắc nhất. Khi nhân dân được giáo dục thì nhân dân là con người sống lành mạnh, hiếu thảo với cha mẹ, tôn kính thầy cô, thì họ làm việc cũng có trách nhiệm. Thì kế đó là kinh tế phát triển. Khi một gia đình này có được giáo dục tốt thì tương lai là gia đình này hưng thịnh về kinh tế, mà kinh tế của gia đình này hưng thịnh lại được lâu dài. Còn nếu gia đình này mà không có giáo dục mà chỉ phát triển về kinh tế thì gia đình này được phát triển một thời gian thì gia đình này sạt nghiệp, vì vợ không ra vợ, chồng không ra chồng, con không ra con, nạnh ai thì phá sản. Từ nơi đó thì gia đình này mau tan nát. Thì một gia đình chúng ta cũng suy ra được, một quốc gia cũng vậy. Một quốc gia cũng là như vậy. Nếu không giáo dục nhân dân cho đàng hoàng thì quốc gia đó cũng dễ bị sụp đổ.
Vì lòng người không có đạo đức nên mặc ai là tự kiếm tiền. Từ nào đó quý vị nghĩ, nếu một đứa trẻ không dạy cho ăn nghĩa và đạo đức như vậy thì đứa trẻ này sau này lớn lên nếu làm lãnh đạo cấp cao thì tư tưởng nó là tư tưởng gì? Đem của cải của nhân dân đem về nhà mình đều là gom góp cho nhà mình. Từ nơi đó chúng ta đã tạo ra một mối hại cho xã hội, ngay chỗ là thiếu giáo dục đó. Nên người xưa vô cùng là có trí tuệ, muốn cho một đất nước cường thịnh lâu dài thì chỗ quan trọng của người ta là giáo dục nhân dân. Giáo dục nhân dân là chỗ quan trọng nhất. Như vậy thì chúng ta cũng suy ra được, muốn gia đình chúng ta hạnh phúc thì chỗ quan trọng nhất là giáo dục, chứ không phải là đi kiếm tiền nhiều. Quý vị phải nhớ cho rõ, không phải gia đình có tiền mà được hạnh phúc, gia đình phải có giáo dục mới có được chỗ hạnh phúc. Hôm nay chúng ta học tập đến đây, thời gian một tiếng đồng hồ. Các con chắp tay lên, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.